Chính phủ Mỹ có kế hoạch điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ với cáo buộc có thể dẫn tới các lệnh trừng phạt thương mại lớn. Bloomberg dẫn ba nguồn tin thân tín cho biết hôm 30 tháng 9. Cuộc điều tra được thực hiện theo đạo luật thương mại 1974, diễn ra sau khi Bộ Thương mại và Ngân khố Hoa Kỳ vào tháng 8 xác định Việt Nam chủ tâm hạ giá tiền đồng thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019. Sau cuộc điều tra chống trợ giá của Bộ Thương mại Mỹ đối với lốp xe hạng nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam, Bloomberg cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch trong tuần này sẽ công bố cuộc điều tra về hoạt động tiền tệ của Việt Nam. Hôm 1 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói phía Việt Nam đang trao đổi với Mỹ để làm rõ thông tin. Bloomberg nhận định các cuộc điều tra kiểu thế này thường kéo dài nhiều tháng, vì vậy bất kỳ việc áp thuế suất nào sẽ không thể xảy ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.